Hôm nay chúng ta sẽ học về ostomy. Ostomy có nghĩa là mở một cái lỗ thông ra bên ngoài. Trên hình này chúng ta nhìn thấy đây là một trường hợp mở dạ dày ra da. Gastrostomy là khi nào chúng ta cần cho cái dạ dày đó nghỉ ngơi. Ví dụ như bệnh nhân bị bỏng thực quản nặng do uống nhầm axit hoặc tổn thương gì đó của thực quản. Thì trường hợp này ta sẽ mở dạ dày ra ngoài và ta sẽ bơm sữa, thức ăn, súp, cháo hàng ngày để nuôi cho bệnh nhân ổn định. Sau đó, khi có chỉ định mổ tạo hình thực quản thì lúc này, sau khi tạo hình xong, chúng ta sẽ rút bỏ cái mỡ dạ dày nuôi ăn. Có những trường hợp ung thư giai đoạn cuối của dạ dày, người ta không thể phẫu thuật nhiều được, thì người ta có thể mỡ dạ dày hoặc mỡ hổng tràng để nuôi ăn, để cho bệnh nhân sống tạm bợ. Mục tiêu trong trường hợp này, chúng ta phải bảo đảm rằng cái bên dưới của cái chỗ mở dạ dày nuôi ăn phải thông suốt xuống ruột và xuống tới hậu môn. Cystostomy. Cystostomy là mở bằng quang ra da. Mở bằng quang ra da thì chúng ta có thể mổ lớn, mổ mở, hoặc chúng ta cũng có thể mổ bằng troca. Mục tiêu chính là khi chúng ta bệnh nhân bí đái mà chúng ta không đặt được thông điều đạo, không đặt được hoặc không có chỉ định đặt, chống chỉ định đặt thông điều đạo, thì lúc này chúng ta sẽ mở bằng quang ra da. Một cái mở bằng quang ra da như vậy để giải quyết cấp cứu, sau đó tùy theo cái nguyên nhân bệnh lý mà ta sẽ giải quyết triệt để. Như vậy các bạn nhìn thấy trên hình, ta thấy đây là một cái ống thông Foley catheter để mở bằng quang ra ngoài cho nước tiểu thoát lưu ra bên ngoài, rồi sau đó ta sẽ giải quyết triệt để nguyên nhân gây bí tiểu mà không đặt thông tiểu được. Tracheostomy. Đây là trường hợp mở khí quản ra ngoài. Trong những trường hợp bệnh nhân bị cấp cứu mà ta không thể đặt thông nội khí quản được, trong trường hợp này, để giải quyết cứu sống tính mạng bệnh nhân, người ta sẽ mở khí quản. Hoặc những trường hợp, những cái chấn thương sọ não nặng không còn chỉ định đặt nội khí quản lâu dài, hoặc tai biến mạch máu não nặng không còn chỉ định đặt nội khí quản lâu dài, người ta sẽ chọn mở khí quản. Những trường hợp như hình bên tay trái của màn hình, bên tay phải của chúng ta, ta thấy đây là một bệnh nhân mang cái mở khí quản ra ngoài. Thường là những cái bệnh nhân bị tổn thương thanh quản, ví dụ như là ung thư, thì những bệnh nhân này có thể mang cái khí quản này, mở khí quản ra da 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Đây là nephrostomy. Nephrostomy là trường hợp chúng ta mở thận ra da. Mở thận ra da thì nó có những cái chỉ định trong trường hợp chúng ta cần cho cái thận nghỉ ngơi hoặc có tổn thương điều quản, vì lý do gì đó ta không đặt WG được, thì ta sẽ mở thận ra ngoài. Như vậy, WG ta gọi nó là internal derivation, còn nephrostomy ta gọi nó là external derivation, tức là chuyển lưu trong và chuyển lưu ngoài. Colostomy, trong trường hợp có những cái tổn thương của phía bên đại tràng, phía bên dưới, tổn thương của đại tràng. Thí dụ như bệnh nhân đi cầu khỉ té và bị cái cây cọc ngô quyền chống quân Nam Hán đâm từ dưới hậu môn lên thủng đại tràng. Trong trường hợp đó vào cấp cứu, người ta sẽ mở đại tràng ra da. Sau 2 cho tới 3 tuần ổn định, người ta sẽ đóng đại tràng lại và bệnh nhân sẽ đi cầu lại như cũ. Tuy nhiên có những trường hợp ung thư đại tràng trái, ung thư đại tràng sigma, ung thư trực tràng mà vì lý do gì đó không thể cắt nối thấp được, người ta phải mở đại tràng ra da vĩnh viễn. Như vậy, những trường hợp này, trên lâm sàng ta sẽ có colostomy. Cái cuối cùng chúng ta học đó là cecostomy. Cecostomy là ta mở manh tràng ra da. Trong trường hợp có những tổn thương của đại tràng lớn, của đại tràng ngang, đại tràng xuống, mà những cái tổn thương đó đã được khâu nóng và ta cần bảo đảm cho cái vết thương đó sạch, thì người ta sẽ mở manh tràng ra da. Những trường hợp mở manh tràng ra da đây là cái hình ảnh rõ nhất cho chúng ta thấy. Người ta sẽ mở ra da. Mục tiêu chính của nó là cho cái phía đại tràng phía dưới nghỉ ngơi. Đừng để cho phân đi ngang mà vết thương nó sẽ bị xì. Ta chấm dứt ở đây.